Với phụ nữ cô bé có rất nhiều vấn đề, tỷ lệ mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh đẻ lên tới 90%. Ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, mắc các bệnh về phụ khoa, bộ sản phẩm X2 Nano nghệ chính là chiếc chìa khóa vạn năng giúp bạn giải quyết mọi rắc rối đang gặp phải. Sản phẩm được cấp phép của Bộ Y tế giúp khách hàng có thể hoàn toàn an tâm sử dụng mà không lo lắng bất kỳ tác dụng phụ nào. Dùng dịch vệ sinh phụ nữ bác sĩ khuyên dùng gel X2 Nano nghệ là sản phẩm của cỏ cây hoa lá ONA Global, thương hiệu mang tới giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện cho cả gia đình bằng các sản phẩm từ thiên nhiên Việt Nam đã nhiều lần được vinh danh với nhiều giải thưởng cao quý. Top 50 thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm năm 2018, top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng chuẩn quốc tế. Top 10 sản phẩm chất lượng vì sức khỏe cộng đồng, bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm gieo vệ sinh phụ nữ X2 Nano nghệ và nước hoa vùng kín X2 Sexy cỏ cây hoa lá. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như review gieo vệ sinh phụ nữ X2 Nano nghệ và nước hoa vùng kín X2 cỏ cây hoa lá hiệu quả nhanh không, an toàn không, xem hết video này để rõ hơn nhé đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Vì sao nên chọn dung dịch vệ sinh phụ nữ gel X2 nano nghệ? Sản phẩm dùng để vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài, có tác dụng làm sạch góp phần ngăn ngừa vi khuẩn, giúp giữ ẩm khử mùi. Giúp cô bé luôn sạch sẽ, làm sạch cơ quan sinh dục ngoài, gel X2 nano nghệ có chứa 90% thành phần tự nhiên bao gồm. Nano nghệ, berberine, chanh tây, bạc hà có tác dụng làm sạch cơ quan sinh dục ngoài hiệu quả, đặc biệt sản phẩm hoàn toàn không chứa hóa chất độc hại. Không chất tẩy rửa paraben an toàn cho mọi đối tượng kể cả mẹ bầu, sau sinh, ngăn ngừa vi khuẩn tấn công, nano nghệ có trong gel X2 nano nghệ không chỉ các tác dụng làm sạch mà còn ngăn ngừa các loại vi khuẩn tấn công. Hỗ trợ phòng ngừa viêm nhiễm hiệu quả, khử mùi hôi hiệu quả, chiết xuất chanh tây, bạc hà có trong dung dịch vệ sinh gel X2 nano nghệ giúp khử mùi hôi vùng kín hiệu quả giúp cho cơ quan sinh dục luôn sạch sẽ, thoáng mát, độ pH phù hợp, không gây khô rát khi sử dụng. Sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội với độ pH 5. Năm hoàn toàn phù hợp với môi trường pH trong âm đạo, hoàn toàn không gây khô rát cho chị em khi quan hệ, liệu trình khuyên dùng. 3 tới 5 ngày đầu khi sử dụng, tình trạng hôi ngứa cải thiện hẳn, sau 3 tới 4 tuần, tình trạng viêm nhiễm nấm ngứa cải thiện rõ rệt. Cô bé sạch sẽ và có mùi thơm, âm đạo không còn khô, khi quan hệ tình trạng đau rát không còn ai nên dùng nước hoa vùng kín X2 sexy, cách sử dụng hiệu quả. An toàn, công dụng chính của nước hoa vùng kín chính là kháng khuẩn, khử mùi, mang lại hương thơm dễ chịu giúp cô bé luôn thoáng mát. Thoát khỏi tình trạng bí bách ngoài thay thế các loại nước hoa cho dùng hàng ngày thì sản phẩm còn có thành phần chính là thiên nhiên nên rất an toàn cho người dùng. Bất kể ai cũng có thể sử dụng, tuy nhiên, đối tượng nên sử dụng sản phẩm là những người đang trong độ tuổi sinh sản. Tần suất quan hệ tình dục nhiều, mẹ bầu, sau sinh, phụ nữ không tự tin về mùi cô bé, đặc biệt, sản phẩm được nghiên cứu không chỉ dành riêng cho vùng kín mà còn có thể dùng để khử mùi của cơ thể thay cho các loại nước hoa thông thường khác. Điểm ấn tượng của sản phẩm so với những loại nước hoa khác trên thị trường là X2 sexy không chứa chất hóa học độc hại. Mùi hương thảo dược tự nhiên chứ không phải hương liệu công nghiệp nên rất an toàn khi sử dụng, thậm chí mẹ bầu. Sau sinh, người có cơ thể nhạy cảm cũng có thể dùng, gieo vệ sinh phụ nữ X2 nano nghệ và nước hoa vùng kín X2 sexy cỏ cây hoa lá bán ở đâu? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm gieo vệ sinh phụ nữ X2 Nano nghệ và nước hoa vùng kín X2 Sexy cỏ cây hoa lá tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của gieo vệ sinh phụ nữ X2 Nano nghệ và nước hoa vùng kín X2 Sexy cỏ cây hoa lá để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua gieo vệ sinh phụ nữ X2 Nano nghệ và nước hoa vùng kín X2 Sexy cỏ cây hoa lá trực tiếp từ nhà sản xuất. Bước 1 anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất, bước 2. Bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng, bước 3, sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của Gieo Vệ Sinh phụ nữ X2 Nano nghệ và nước hoa vùng kín X2 sexy cỏ cây hoa lá sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4, sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm gieo vệ sinh phụ nữ X2 Nano nghệ và nước hoa vùng kín X2 sexy cỏ cây hoa lá chính hãng. Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Gieo Vệ Sinh Phụ Nữ X2 Nano nghệ và nước hoa vùng kín X2 sexy cỏ cây hoa lá để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hãy ủng hộ tác giả bằng cách like. Share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.